là Tofu đây. Hôm nay Tofu sẽ giới thiệu tới các bạn một phim kinh dị Indo, Sabrina, mở đầu bộ phim vợ của một chàng trai bị ma ám. Anh tìm một thầy diệt quỷ tới cứu vợ mình. Chuyển sang cảnh khác, chàng trai và người vợ đều đã chết. Con gái họ Loli được cặp vợ chồng chủ xưởng đồ chơi nhận nuôi. Trên xe buýt, Loli ôm con búp bê mà bố nuôi tặng, trông rất thích thú. Đó là loại búp bê được các cô bé vô cùng yêu thích, tên gọi là Sabrina. Đến trường thấy một cậu bé đang chơi trò tâm linh khá linh nghiệm. Loli mượn cậu bạn bộ đồ chơi tâm linh đó. Đêm hôm đó, Loli dùng bộ đồ chơi để gọi hồn người mẹ đã mất của mình. Không ngờ nhận lại được hồi đáp, cô bé cầm máy do thám đi tìm linh hồn của mẹ. Nhìn thấy một bóng ma bên trong, đi vào trong hóa ra lại là mẹ nuôi. Vì đột nhiên mất điện nên mẹ qua đó tìm đèn pin. Để Loli cảm thấy không cô đơn, mẹ nuôi đặt búp bê Sabrina cạnh cô bé. Đêm đó khi Loli ngủ say, ánh mắt con búp bê đưa về phía cô bé. Hôm sau, lúc Loli lại lấy máy do thám để tìm hồn ma, một bàn tay quỷ xuất hiện từ phía sau kéo Loli vào tủ. Bố nuôi nghe được tiếng hét của Loli, kịp thời cứu được cô bé. Khi bố nuôi đã ngủ say, Loli vẫn chưa từ bỏ tiếp tục đi tìm linh hồn của mẹ. Lần này cô bé thực sự đã gặp được hồn ma. Ngày nọ, mẹ nuôi nghe được Loli tự nói chuyện trong phòng. Cô nghi ngờ mở cửa ra, phát hiện con gái đang nói chuyện cùng búp bê. Tới bữa trưa, mẹ nuôi đang đi tìm cô thì phát hiện một phần di chúc. Di chúc viết, sau khi bà chủ xưởng đồ chơi qua đời, quyền thừa kế thuộc về chồng cô là bố ruột Loli. Lúc này Loli chui ra từ gầm bàn, mẹ nuôi đưa cô bé xuống tầng ăn cơm trước. Không lâu sau, bố mẹ nuôi đưa Loli ra biển chơi, mẹ nuôi vô tình phát hiện con gái đứng trên bãi cát nói chuyện một mình, liền tới hỏi chuyện. Loli nói với cô rằng đang nói chuyện với linh hồn mẹ ruột. Mẹ nuôi nghĩ rằng con gái chỉ là chưa vượt qua được nỗi đau mất người thân, không ngờ bàn tay quỷ xuất hiện kéo cô xuống hố cát vừa đào, may mà người chồng kịp tới cứu cô. Đêm hôm ấy dưới tầng phát ra tiếng đàn piano, mẹ nuôi liền đi xuống xem. Phát hiện người đang đàn chiếc piano chính là người mẹ đã mất của Loli. Sau đó bố nuôi nghe được tiếng hét vội vàng chạy xuống. Cả nhà bị hồn ma quấy rầy và khủng bố. Sau khi mẹ nuôi lấy vật trừ tà ra, mọi chuyện mới được ổn định. Hôm sau vợ chồng họ mời thầy diệt quỷ tới, biết được Loli từng chơi trò gọi hồn và việc vợ chồng họ thực sự nhìn thấy ma quỷ. Thầy diệt quỷ quyết định tiễn con quỷ, nhưng trong quá trình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này hồn ma ám lên người Loli và giết chết người giúp việc trong nhà. Thầy diệt quỷ kịp thời lấy vật trừ tà đuổi được hồn ma trên người Loli. Bọn họ chạy ra khỏi căn nhà rồi nhốt hồn ma lại trong đó. Rồi thầy diệt quỷ nói hồn ma đó thực sự không phải là mẹ của Loli, mà là ác ma ngụy trang thành. Bốn người họ tiến hành pháp trận. Biết được rằng năm đó khi thầy diệt quỷ tiến hành trừ tà cho mẹ Loli, đột nhiên bố cô bé lại xông vào, không chỉ hại chết chính mình mà còn làm ác quỷ trốn thoát. Lúc bấy giờ thầy diệt quỷ tiến vào trong nhà bắt đầu trừ tà. Ác quỷ không có trong nhà, họ đoán rằng nó đã nhập vào đồ vật gì đó và bỏ trốn. Mặt khác, bố mẹ nuôi đưa Loli đến xưởng đồ chơi. Không lâu sau, mẹ nuôi nhìn thấy ác quỷ đi ra từ con búp bê. Đợi thầy tà kịp tới thì mẹ nuôi đã bị quỷ nhập vào người. Do ác quỷ rất mạnh nên thầy tà đã dụ nó vào trong phòng. Sau đó cả nhóm đi tới bắt đầu làm phép. Lúc này thầy phép bỗng nghe thấy tiếng cười của ác quỷ. Một đoạn hồi ức được truyền vào đầu cô. Hóa ra ác quỷ là do người gọi tới. Bố nuôi gọi ác quỷ tới vì muốn hại chết bố đẻ Loli hòng cướp tài sản. Anh ta tìm pháp sư nhưng muốn gọi ác quỷ không cần đến tiền thì cần xác thịt. Bố nuôi liền đồng ý. Sau đó pháp sư phù phép ám ác quỷ lên người mẹ của Loli. Lúc bấy giờ con quỷ cũng đã chuyển từ thân thể mẹ nuôi sang bố nuôi. Có được thân thể khỏe mạnh hơn, con quỷ càng trở nên lợi hại. Lúc nó định xử tất cả mọi người thì thầy ta có được cơ hội diệt trừ nó. Kết phim bố nuôi bị cảnh sát bắt, còn Loli thì sống hạnh phúc cùng mẹ nuôi. Mình là Tofu, nhớ bấm follow nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.